Về già, đừng tốt với con tám việc này là an toàn nhất. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, nuôi dưỡng và dạy dỗ con trẻ luôn là vấn đề được các bậc cha mẹ hết sức quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng có phương pháp đúng đắn. Có nhiều trường hợp, các bậc phụ huynh cho rằng chỉ cần luôn đứng phía sau, chỉ dạy từng đường đi nước bước, sát bên con là có thể khiến những đứa con của mình thuận lợi mà trưởng thành. Nhưng thực tế có đơn giản như vậy. Đôi khi, sự quan tâm, để ý quá mức đến con cái không khiến những đứa trẻ trở nên tốt hơn mà còn gây ra tác dụng ngược. Bố mẹ quá quan tâm, săn sóc sẽ khiến cho con phát triển tính ỷ và ỷ lại vào người lớn. Về lâu dài, con có thể hình thành thói quen sinh hoạt và làm việc tốt, lớn lên cũng sẽ dễ trở thành những người có phẩm chất xấu và thậm chí là vô đạo đức. Vậy nên là cha mẹ, ngay cả khi đã có tuổi, thì quý vị cố gắng đừng đối tốt với con bốn việc sau đây. Bởi càng đối tốt, chúng lại càng dễ xem thường và thiếu tôn trọng. Đó là những việc gì? Ngẫm Sự Đời mời quý vị cùng chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Điều thứ nhất, đừng quá bao bọc con cái. Ngọc Mai, 36 tuổi, sau khi ly hôn, cô đưa con về sống với mẹ đẻ. Cũng từ đó, cô ấy mang theo những rắc rối bất tận cho mẹ của mình. Trước kia, cô cũng nợ một khoản tiền lớn. Sau này, cô cả tin vào một người bạn không hề quen biết, cùng hùn vốn làm ăn với họ. Chẳng bao lâu sau, số tiền vốn ấy cũng đội nón ra đi. Điều khiến người ta không thể hiểu được là cô ấy biết rõ rằng người bạn này có hành vi không ngay chính, nhưng vẫn giấu kỹ sự thực này, khiến mẹ cô phải vay mượn họ hàng cả trăm triệu cho cô buôn bán. Kết quả là việc làm ăn thất bát và mẹ cô phải cõng cả một khoản nợ kếch xù trên lưng. Chủ nợ thường tới nhà đòi nợ, đe dọa liên miên, khiến người nhà luôn phập phồng lo sợ, bất an. Nhưng thu nhập của cô ấy không cao, lại chẳng có tiền tiết kiệm, cho nên hai món nợ này đều do mẹ cô gánh vác. Nhưng kỳ lạ là trong hoàn cảnh túng quẫn như vậy, cô vẫn không chăm chỉ làm ăn mà lại để con cho mẹ già chăm sóc, còn cô suốt ngày bù khú ăn chơi nhậu nhẹt với đám bạn xấu. Quá bất lực, hai hàng nước mắt của bà lăn dài. Bà vừa khóc vừa nói, nếu con vẫn không hối cải, mẹ sẽ không tiếp tục lo lắng cho hai mẹ con nữa. Con hãy ra khỏi nhà của mẹ và học cách sống tự lập. Nhưng cô con gái không thấy xấu hổ mà cầu xin mẹ tha thứ. Ngược lại, sự oán hận của cô còn lớn hơn cả mẹ mình. Cô nói rằng cô mới là người phải chịu oan ức. Đây đều là sai lầm của mẹ. Mẹ cô tròn mắt kinh ngạc, không ngờ cả đời che chở và yêu thương, chăm lo cho con gái lại đổi lại những lời vong ơn bội nghĩa như thế này. Câu chuyện của Ngọc Mai khiến Ngẫm Sự Đời nhớ đến Nam, một người họ hàng xa cũng chẳng để tâm đến việc nhà hay ngó ngàng đến con cái. Suốt ngày anh ấy chỉ biết ăn chơi hưởng thụ và kết bạn kết bè. Nam cũng là một người bạn không đáng tin cậy, lừa đến mức suýt chút nữa phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Cuối cùng anh nhờ anh trai chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền mới giúp Nam giữ được căn nhà. Có thể gọi Nam và Mai chính là những em bé lớn xác, chưa trưởng thành về tâm hồn và trí tuệ, đúng không quý vị? Cả Nam và Ngọc Mai có khá nhiều điểm tương đồng. Họ đều không biết chịu trách nhiệm vì những việc mình làm, đầu óc khá đơn giản. Cả tâm hồn và trí tuệ đều chưa trưởng thành. Đặc điểm chủ yếu của những em bé lớn xác là tuổi sinh lý đã đạt được tiêu chuẩn của người trưởng thành, nhưng tâm hồn và trí tuệ lại chỉ như những đứa trẻ. Quý vị chắc cũng thấy, trong xã hội này vẫn còn rất nhiều bậc cha mẹ coi con cái của mình là báu vật. Họ cho con mình là nhất, dành mọi điều tốt đẹp cho con, đáp ứng mọi yêu cầu của con. Nhưng điều này sẽ khiến con gặp trở ngại trong việc giao tiếp với xã hội và ảnh hưởng đến con đường phát triển tương lai đấy quý vị ạ. Bởi vì khi một đứa trẻ được chiều chuộng bao bọc quá mức, thường là người có tính cách khó ưa, ích kỷ, ngang ngược.
và tất nhiên là không ai muốn kết bạn với một người như vậy. Cha mẹ chiều con chừng mực mới là yêu thương con đúng cách và giúp con đường tương lai của con trở nên thuận lợi, hanh thông. Đừng vì yêu thương mà chiều chuộng, bao bọc và đáp ứng con một cách mù quáng, quý vị nhé. Điều thứ hai, đừng thiên vị bất cứ đứa con nào. Ngẫm sự đời từng đọc được một câu chuyện về cô gái có tên Tiểu Dung, người đã phải chịu đựng sự thiên vị của cha mẹ từ khi còn nhỏ. Trong một lần phỏng vấn, cô ấy đã nói rằng mình không có tuổi thơ. Điều này khiến cho nhiều người rất bất ngờ. Theo cô chia sẻ, từ lúc nhỏ, cô đã làm hết việc nhà, không tiền tiêu vặt, không đồ chơi, không vòng riêng. Còn anh trai thì có tất cả. Khi bị anh trai bắt nạt, bố mẹ cô lần lượt chửi mắng con gái. Khi bố mẹ cãi nhau, cô cũng làm một bao đấm để họ trút cơn oán giận. Lớn lên và sống trong ký túc xá trường học, Tiểu Dung hầu như không bao giờ về nhà vì tổ ấm trong mắt cô là một cực hình. Nhìn thấy mẹ mình đang cười hạnh phúc với anh trai và quay mặt lại nhìn con gái vừa đi xa về với vẻ thờ ơ, Tiểu Dung rất đau lòng. Vậy nhưng khi mẹ ốm phải nằm viện, lại là Tiểu Dung ngày đêm phục vụ, người anh trai không quan tâm, không đóng góp. Sau này khi mẹ mất, Tiểu Dung không thể rơi một giọt nước mắt nào trong đám tang. Cô nói dù muốn khóc nhưng nước mắt như đã cạn khô vì năm tháng tuổi thơ đầy uất ức. Mẹ chỉ sinh ra cô vì nghĩa vụ với gia đình, chứ thực sự chưa bao giờ yêu con. Tiểu Dung bây giờ không tin trên đời có tình yêu, chỉ tin vào bản thân mình và chỉ muốn một mình mãi mãi. Nếu có thế giới bên kia, tôi sẽ không bao giờ là con của họ, cô nói. Quý vị thấy đấy, sự thiên vị của cha mẹ tưởng chừng là điều hết sức bình thường, thế nhưng vô tình nó đã trở thành một vết thương lòng rất lớn đối với con cái. Nhất là nhiều gia đình, cha mẹ thường thiên vị con trai hơn con gái vì họ nghĩ rằng con gái sau này sẽ gả đi lấy chồng, còn con trai mới là người phụng dưỡng báo hiếu mình, quý vị ạ. Nhưng quý vị ơi, vốn dĩ con gái thường rất khôn ngoan, nhạy cảm, tinh tế. Mọi lời nói và việc làm của cha mẹ nếu không đúng cách sẽ để lại tổn thương trong lòng trẻ. Hơn nữa, con gái thường tinh ý nắm bắt được sự đối xử khác biệt của cha mẹ. Vì thế, mẹ đừng thiên vị con trai hơn con gái. Vậy nên quý vị phải nhớ, con nào cũng cần được tôn trọng, đối xử bình đẳng, yêu thương như nhau. Nếu cha mẹ phân biệt giới tính và đối xử không công bằng sẽ dẫn đến hai tâm lý cực đoan ở trẻ. Những bé gái sẽ hoài nghi về tình cảm của cha mẹ, cảm thấy bất bình và sẵn sàng có thái độ chống đối. Một số bé gái khác có thể nhẫn nhịn, chịu đựng, dần dần trở nên nhạy cảm, tự ti. Những tổn thương tâm lý thời thơ ấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời của trẻ sau này. Còn với bé trai sẽ hình thành tính cách hống hách, ích kỷ, không nghe lời người lớn. Trong một gia đình đông con, đứa trẻ nào không được quan tâm, không được yêu thương sẽ mất đi sự kỳ vọng đối với người thân, không học được cách yêu bản thân, không học được cách tin tưởng người khác, thậm chí không cảm nhận được giá trị của sự tồn tại của chính mình. Đau lòng hơn nữa là sự thiên vị tước đi tình yêu thương của trẻ là một kiểu hành hạ tinh thần cho trái tim mỏng manh của trẻ, quý vị ạ. Điều thứ ba, xem con cái như một khoản đầu tư, nuôi con vì mong về già chúng sẽ báo đáp. Đây là một điều mà rất nhiều cha mẹ hiện nay đang mắc phải, đúng không quý vị? Một số cha mẹ luôn nghĩ họ nuôi con thì về già phải được báo đáp. Vậy nên dù cuộc sống cuối đời an nhàn, no đủ, họ vẫn yêu cầu con chu cấp hàng tháng. Nếu con cái giàu có, chẳng nói ra làm gì, nhưng gặp phải đứa khó khăn, mong muốn này thật khó chấp nhận, đúng không quý vị? Cũng có khi họ yêu cầu con cái gửi tiền về, nhưng khoác lên vai con trách nhiệm còn nặng nề hơn là thay cha mẹ lo cho các em ăn học. Do đó mà ngẫm sự đời thấy có không ít bạn trẻ phải còng lưng lo cho các em, tạm gác hạnh phúc cá nhân, không dám lấy vợ, lấy chồng để làm tròn trách nhiệm cha mẹ giao phó. Quý vị ơi, thiết nghĩ chúng ta sinh con và nuôi con với ước nguyện lớn nhất
là mong con trưởng thành, sống một cuộc đời hạnh phúc và ý nghĩa. Hẳn nhiên, chúng ta phải dạy con cái về chữ hiếu, vì đó là cội rễ của nhân cách. Không biết yêu thương kính trọng cha mẹ thì không thể có tình yêu thương thật sự đối với người khác. Vì vậy, trong các phẩm chất, hiếu hạnh là đứng đầu. Một người có hiếu kính với cha mẹ thì mới hiếu đễ với bà con dòng họ, hiếu tình với người bạn đời, hiếu thuận với mọi người, hiếu tâm với mọi việc xảy ra trong đời. Ấy thế nhưng, quý vị cũng phải hiểu rằng con cái không phải là con nợ, không phải là món hàng cha mẹ đầu tư để mong về già kiếm lãi. Vì vậy, quý vị đừng bắt con thực thi hiếu đạo bằng mọi cách. Đôi khi vô tình lại đẩy lùi tương lai của con hay ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của con. Làm cha mẹ để cuối đời an nhàn, quý vị hãy dạy con thành người tử tế, trao cho con tình yêu đủ đầy, tạo điều kiện để con phát triển tối đa năng lực, tích góp tiền bạc phòng thân khi về già để không lệ thuộc vào con cái, quý vị nhé. Điều thứ tư, cha mẹ làm thay con mọi việc. Quý vị ạ, cha mẹ nào cũng thương con, đó là chân lý hiển nhiên. Thế nhưng quý vị phải hiểu, không phải cứ lo lắng, chăm lo chu đáo cho con là tốt. Để làm cha mẹ tốt, đôi khi phải buông tay để con tự lập. Chúng ta cần phân biệt việc trợ giúp con và làm thay con mọi chuyện. Hay một cách khái quát hơn, sự trợ giúp thực sự chỉ tồn tại trong mối quan hệ hợp tác hoặc cộng tác. Cách thương và hỗ trợ con tốt nhất chính là sự giúp đỡ trên tinh thần cộng tác hợp tác, chứ không phải hễ có việc gì là cũng làm thay, thậm chí quyết định luôn cho con. Để hiểu hơn về sự giúp đỡ trên tinh thần cộng tác, hay lấy một ví dụ, nếu hai người có cùng chung một mục đích kinh doanh, việc cộng tác hay hợp tác là điều hết sức cần thiết. Khi đó, một người có thể đảm nhận việc chọn đồ, nội thất, còn một người sẽ chịu trách nhiệm về quảng cáo. Ngược lại, nếu sự giúp đỡ chỉ đi theo một chiều, chỉ để giải quyết vấn đề ở bề mặt, nó sẽ trở thành có hại đối với người nhận sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ một chiều hay làm hộ sẽ nuôi dưỡng những suy nghĩ sai lầm nơi người nhận giúp đỡ. Trong tình huống này là những đứa trẻ. Đứa trẻ sẽ nghĩ rằng chúng thực sự cần đến cha mẹ để làm nhiệm vụ đó. Cha mẹ có trách nhiệm phải hỗ trợ con trong công việc này. Việc giúp đỡ con là một điều rất quan trọng với cha mẹ. Và quý vị biết không, những suy nghĩ tiêu cực này chính là nguồn cơn của thái độ ỷ lại, chờ đợi giúp đỡ và hành động mè nheo của trẻ khi bị cha mẹ từ chối một điều gì đó. Nguy hại hơn, việc làm thay con mọi chuyện khiến cả hai bên cha mẹ và con cái đều chịu những tổn thất. Về phần con cái, chúng sẽ nghĩ rằng không có cha mẹ, chúng không thể làm được nhiệm vụ đó. Đây là suy nghĩ có thể tiêu diệt sự tự tin của đứa trẻ. Trong khi đó, việc làm thay con mọi chuyện sẽ nuôi dưỡng trong lòng cha mẹ một niềm lo lắng lớn, không có mình, con không thể làm gì cả. Vậy nên, dù có yêu con đến mấy, thì quý vị cũng hãy để con được tự làm chủ cuộc sống của mình, tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về những sự lựa chọn đó của mình, quý vị nhé. Quý vị thân mến, cha mẹ là những người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời con cái. Chính bởi thế mà mọi điều cha mẹ nói, mọi việc cha mẹ làm, con đều sẽ học hỏi và hành động theo. Vì vậy cho nên, từ một đứa trẻ, chúng ta có thể dễ dàng phán đoán được cha mẹ chúng là những người như thế nào. Và từ cha mẹ cũng có thể nói được phần nào đó về cách giáo dục của họ đến con cái mình. Vậy cha mẹ như thế nào thì sẽ nuôi dạy được những đứa con ngoan. Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời theo dõi trong phần sau của video nhé. Thứ nhất, cha mẹ yêu thương nhau, con cái khỏe mạnh, chân thành và tích cực. Quý vị biết không, các nhà giáo dục đều đồng ý rằng gia đình có bố mẹ yêu thương nhau chính là nền tảng căn bản cho sự thành công của con. Phần lớn, sự phát triển của trẻ phụ thuộc vào cha mẹ. Trong một mối quan hệ cha mẹ yêu thương nhau, trẻ luôn cảm nhận được sự bình yên, vui vẻ trong gia đình. Khi đó, trẻ có thể nói ra những điều mình suy nghĩ mà không sợ mình nói sai hoặc bố mẹ quát tháo, nạt nộ. Trẻ sớm xây dựng được sự tự tin, được khuyến khích khám phá, tìm hiểu mọi thứ. Mặt khác,
Khi thấy cha mẹ yêu thương nhau, trẻ cũng tự nhiên không coi mình là trung tâm. Hơn nữa, khi được sống trong một gia đình mà cha mẹ yêu thương nhau, trẻ sẽ biết yêu thương từ khi còn nhỏ và chúng cũng dễ dàng học được cách yêu thương, quan tâm đến người khác nữa, quý vị ạ. Những đứa trẻ sống trong gia đình như vậy cũng sẽ hiền hòa, vui vẻ và ít bị bạo lực hơn. Bởi vì cha mẹ có mối quan hệ tốt nên con cái cũng sẽ nảy sinh cảm giác tốt đẹp về hôn nhân và mong muốn kết hôn. Chúng có thể có tình yêu khác giới lành mạnh. Cha mẹ chính là hình mẫu để trẻ chọn bạn đời sau này. Đương nhiên, ở chiều ngược lại, nếu như trong gia đình mà tình cảm của cha mẹ nhạt nhẽo, mối quan hệ giữa cha mẹ lỏng lẻo, hai bên thường dựa vào con cái để giao tiếp hoặc duy trì gia đình. Với kiểu gia đình lấy con làm trung tâm như thế, đứa trẻ được chú ý hoặc can thiệp quá nhiều, tính cách sẽ trở nên buông thả và ích kỷ, không biết lễ nghĩa, không biết cách hiếu kính cha mẹ. Thứ hai, cha mẹ ly hôn sớm, con cái thờ ơ, bất an. Quý vị thấy đấy, trong xã hội bây giờ, nhiều cặp vợ chồng sẽ thoát khỏi những cuộc hôn nhân không hạnh phúc thông qua việc ly hôn, nhưng họ lại bỏ qua điểm quan trọng nhất. Những đứa trẻ sẽ không bao giờ thoát khỏi ảnh hưởng của sự đổ vỡ này. Những vết thương lòng của con trẻ thường không bao giờ được chữa lành, và những lo lắng, bất an, sợ hãi chúng có thể mang theo suốt đời. Hơn nữa, nếu quý vị theo dõi báo đài thì sẽ nhận ra một điều là phần lớn trẻ em sống trong các gia đình ly hôn dễ phạm tội và bị rối loạn tâm lý như lo lắng, trầm cảm, thù địch, trả thù, thờ ơ và các rối loạn tâm lý khác như quan niệm lệch lạc về tình yêu hay nguy cơ mắc hội chứng sợ kết hôn. Nhiều trẻ em trong các gia đình có cha mẹ ly hôn dễ bị bỏ lại phía sau và cũng dễ đi đến vực thẳm, tội lỗi do không được giáo dục đúng cách. Thứ ba, cha mẹ thích đổ lỗi cho nhau, con cái nhạy cảm, thích bao biện, cố chấp và xa cách gia đình. Cha mẹ thích đổ lỗi cho nhau, môi trường gia đình như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách trẻ em cư xử trong cuộc sống. Nhất là khi cha mẹ cãi nhau lại càng dễ vạch trần khuyết điểm của nửa kia trước mặt con cái. Đặc biệt, nếu xảy ra sự thiếu tôn trọng của một trong hai bên đối với nửa kia, nhất định sẽ hủy hoại uy tín của cha mẹ trong lòng đứa trẻ. Mà quý vị biết không, khi một đứa trẻ mất đi sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với cha mẹ của mình, ý thức về sự thân mật và các quy tắc giao tiếp cũng sẽ biến mất dần dần rồi cạn kiệt. Trẻ cũng mang tâm lý xa cách gia đình. Khi cha mẹ có suy nghĩ tiêu cực cũng sẽ truyền năng lượng tiêu cực cho con. Cha mẹ như vậy không biết khen ngợi, động viên con, không biết phát hiện điểm mạnh của con. Cha mẹ thường đổ lỗi cho nhau, theo thời gian sẽ có tác động rất xấu đối với con cái. Sau này, chúng sẽ không tôn trọng cha mẹ, thích phàn nàn, thích bao biện, bướng bỉnh, đổ lỗi cho người khác, cuối cùng sẽ chuốc họa vào thân. Thứ tư, cha mẹ thích đánh nhau, con cái thích bạo lực và nóng nảy. Không thiếu những gia đình thường xuyên xảy ra bạo lực, đúng không quý vị? Việc cha mẹ cãi nhau, thậm chí thỉnh thoảng đánh nhau dường như là điều bình thường và dễ hiểu đối với người lớn. Nhưng đối với trẻ em, trời như sập xuống và nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảm giác an toàn của trẻ. Đồng thời, trẻ cũng trở nên bạo lực, cục cằn, thô lỗ, nóng nảy và hay la hét giống bố mẹ. Các cặp vợ chồng trưởng thành hiểu rằng trong gia đình không phải là ai chinh phục ai, mà là ai phù hợp với ai. Quý vị cũng cần nhớ rằng trong gia đình không có đúng sai, chỉ có hòa hay bất hòa. Khi gia đình hòa thuận, mọi thứ mới hưng thịnh. Việc phân định rõ đúng sai chỉ có ở tòa án. Có thể hơi buồn cười một chút, nhưng quý vị ơi, một cặp vợ chồng tốt là luôn giả ngu mà giả mù với nhau, luôn chỉ nghĩ đến người nhà chứ không nghĩ đến người khác. Một cặp vợ chồng tốt là bao dung cho những khuyết điểm của nhau và không cho phép người khác bàn tán về họ. Đặc biệt là các bà vợ, ai có thể bảo vệ khuyết điểm của chồng mình mới là có tình yêu đích thực. Một người phụ nữ luôn ca ngợi chồng mình với bạn bè là một người phụ nữ khôn ngoan. Thứ năm, cha mẹ không thích học tập,
không tôn sùng tri thức, trẻ ham chơi, lạc lối, kém tư duy. Có một sự thật mà quý vị phải biết, đó là chỉ số thông minh IQ được hình thành trước 6 tuổi. Cha mẹ lý tưởng nên chú ý phát triển trí tuệ sớm cho trẻ. Tất nhiên, sự hướng dẫn sau này và ảnh hưởng của môi trường cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, cha mẹ chỉ biết tri thức, hiểu biết sẽ giúp con thành rồng mà không biết rằng tri thức là một phần quan trọng của con người. Bởi con người có hai phần, thể xác và tri thức, và học tri thức để làm người. Cha mẹ mù tịt tri thức, không tôn kính người có tri thức, nói năng và xử sự hàng ngày cũng không có tri thức, thì thế hệ sau làm sao tôn sùng tri thức và chăm chỉ học hành được đây, đúng không quý vị? Trẻ không tài năng, không thành công, nguyên nhân cơ bản và sâu xa lại chính là môi trường gia đình nơi trẻ sinh sống thiếu ảnh hưởng của tri thức, thiếu bầu không khí truyền bá tri thức trong gia đình. Gia đình không có sách, không có người đọc sách. Lời nói và hành vi của các thành viên trong gia đình cũng thiếu tri thức. Những điều này đều ảnh hưởng một cách tinh vi đến đứa trẻ. Và thật kỳ lạ, khi trong một môi trường như vậy, cha mẹ lại muốn con mình thành rồng. Đó cũng là lý do tại sao con cái của các gia đình khoa bảng lại thường tài năng hơn. Cuối cùng, Ngẫm Sự Đời muốn nhắn nhủ với quý vị rằng khi vợ chồng đồng lòng, hoàng thổ biến thành vàng. Một gia đình hòa thuận sẽ là cơ sở nền tảng để hình thành nên một người có nhân cách tốt. Quý vị thân mến, quý vị có tin trên đời này có cái gọi là luật nhân quả không ạ? Quả thực thì vạn vật trên đời đều có nhân quả. Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy. Số mệnh của một người không phải do tướng mạo mà do hành động của người đó quyết định. Con người ở đời chỉ cần sống là chính mình. Số phận của bạn tốt hay xấu, phía trước bạn là gì cũng đừng đổ lỗi cho người khác. Bất cứ lúc nào, quý vị cũng nên biết rằng vận mệnh của quý vị không nằm ở đâu xa. Nó nằm trong tay chính quý vị. Điều đó có nghĩa là quý vị muốn vận mệnh của mình như thế nào tùy thuộc vào cách mà quý vị hành động. Nếu quý vị làm tốt thì cuộc sống của quý vị sau này chắc chắn sẽ tốt. Còn nếu như quý vị làm không tốt thì cuộc sống của quý vị cũng sẽ không tốt. Vậy liệu rằng có cách nào để biết xem mình có sung sướng không? Hay sẽ chịu nhiều đau khổ đây? Có cách đấy quý vị ạ, nó nằm ở hai điều sau đây. Quý vị hãy cùng lắng nghe và quan sát để xem bản thân mình sẽ sướng hay là khổ quý vị nhé. Điều thứ nhất, có những suy nghĩ tốt đẹp trong tâm trí. Quý vị ơi, có phải quý vị nghĩ là phải nói, phải làm thì mới tính là nghiệp quả đúng không ạ? Thế nhưng không quý vị ạ, ngay cả trong tâm trí mà quý vị cũng có những ý nghĩ xấu thì cũng đang là tạo nghiệp rồi. Vậy nên chỉ cần trong lòng người có thiện niệm, người đó sẽ được phù hộ. Có thể cuộc sống tạm thời không được như ý muốn, nhưng sớm muộn mọi thứ cũng sẽ thay đổi theo hướng tốt. Vậy nên dù thế nào quý vị cũng đừng quá bi quan, đừng nghĩ rằng cuộc đời này thật tệ bạc quý vị nhé. Quý vị hãy biết tử tế với người khác trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì quý vị không biết ai sẽ giúp đỡ mình trong tương lai. Rất có thể một hành động tử tế dù nhỏ từ phía quý vị, nhưng sau này sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều. Ngẫm Sự Đời từng đọc một câu chuyện kể rằng người đàn ông nọ đầu bù tóc rối, muốn đi cắt tóc nhưng lại không có đủ tiền. Anh thận trọng bước đến hiệu cắt tóc, đứng đó bối rối không biết phải làm sao. Thấy anh như vậy, người thợ cắt tóc hỏi anh có muốn cắt tóc không. Người đàn ông gật đầu nhưng nói rằng số tiền trong tay anh có thể không đủ. Người thợ thấy số tiền lẻ trong tay anh liền nói rằng hôm nay cửa hàng có chương trình cắt tóc miễn phí và họ chào đón anh. Trong lúc trò chuyện, người thợ cắt tóc biết rằng người đàn ông hôm nay sẽ đi phỏng vấn, liền không chút do dự đưa bộ đồ của mình cho người đàn ông mượn. Người đàn ông nhanh chóng từ chối, nhưng người thợ cắt tóc vẫn khăng khăng và chúc anh may mắn. Bạn nghĩ rằng cuộc gặp gỡ giữa hai người họ đã kết thúc sau cái cúi đầu chào cảm ơn của người đàn ông kia. Về sau, tiền thuê tiệm cắt tóc ngày càng cao, người thợ tìm hiểu mới biết nơi này đã đổi chủ. Anh muốn tìm đến, xin chủ nhà hoãn tăng giá thuê, nhưng khi còn chưa đi tìm
thì đã nhận được điện thoại của chủ nhà mới. Đầu dây bên đó nói rằng sau này tiệm sẽ là của anh. Trước sự kinh ngạc và khó hiểu của người thợ cắt tóc, người đàn ông nói rằng đó chính là sự thật. Hóa ra người chủ mới chính là người đàn ông với nắm tiền lẻ đã được giúp đỡ năm nào. Có thể thấy, sự giúp đỡ đến từ một người lạ đã cho anh thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống. Có được thành công như ngày hôm nay, anh chưa bao giờ quên sự giúp đỡ của người thợ cắt tóc ấy. Quý vị biết không, người ta nói rằng cuộc đời chính là tiếng vang. Gieo hạt thiện thì sẽ gặt quả lành. Chỉ cần quý vị có thiện niệm và làm việc thiện thì quý vị không phải lo cho cuộc sống mai sau. Người có lòng tốt nhất định sẽ được đền đáp. Sớm muộn gì, cuộc sống cũng sẽ trở nên thuận lợi. Vậy nên, trong mọi hoàn cảnh, quý vị hãy cố gắng điều chỉnh chính mình, không chỉ trong lời ăn tiếng nói, mà còn cả trong suy nghĩ nữa, quý vị nhé. Điều thứ hai, có thái độ sống tích cực và tốt đẹp, may mắn chắc chắn sẽ tìm đến. Là một nhân vật có tiếng của dòng nhạc dân ca, T từ khi ra mắt đã được mọi người yêu thích nhờ chính thực lực của mình. Những bài hát của anh rất chân thực, gần gũi, thái độ với âm nhạc vô cùng nghiêm túc. Chính vì vậy mà ngày càng có nhiều khán giả yêu thích anh hơn. Có một lần, T hát live trên một chương trình về âm nhạc. Điều kiện thiết bị phía bên đài truyền hình không được tốt. Điều chỉnh nhiều lần rồi mà vẫn không đáp ứng được yêu cầu của T. Khi biểu diễn, T không ít lần phải tháo tai nghe ra rồi lại đeo lại. Anh tỏ ra vô cùng không vui. Sau khi hát được một phần, mọi thứ vẫn không tiến triển hơn. T lập tức ra hiệu dừng nhạc, khiến nhân viên hậu trường cảm thấy vô cùng bất ngờ và khó chịu. Từ trước tới nay, T luôn được nhận xét là người khiêm tốn. Tính khí tuy có chút cổ quái, nhưng cũng được mọi người công nhận là khá ôn hòa. Lần khó chịu công khai này khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên. Nhưng một bộ phận người yêu nhạc lại cho rằng đó là điều bình thường và họ hoàn toàn thông cảm. Quý vị có thấy là từ nhỏ tới lớn, chúng ta luôn bị nhồi nhét cho một quan niệm rằng tức giận không chỉ phá hoại quan hệ mà còn cho thấy mình chưa trưởng thành, EQ thấp. Nhưng thực ra, cảm xúc tiêu cực khi được thể hiện ra trong một hoàn cảnh khẩn cấp thích hợp thì nó là một cảm xúc đáng được trân trọng. Cũng giống như trường hợp của T, trong câu chuyện mà ngẫm sự đời vừa kể, nó khiến nhân viên nhận ra lỗi lầm của mình và đồng thời cũng là để đem lại màn biểu diễn có chất lượng tốt hơn. Thể hiện cảm xúc tiêu cực một cách hợp lý cho phép chúng ta tìm thấy sự cân bằng giữa nhu cầu của chính mình và cảm xúc của người khác. Đây là một năng lực quan trọng và đồng thời cũng là một sức mạnh tích cực. Đời người suy cho cùng, điều quan trọng chính là trạng thái tinh thần. Tâm trạng con người càng tốt thì vận may tự nhiên sẽ càng tốt. Việc duy trì trạng thái tinh thần tốt khi gặp chuyện là vô cùng quan trọng. Những người có thái độ tốt có thể đối phó với những vấn đề họ gặp phải trong cuộc sống một cách bình tĩnh hơn. Khi bạn cảm thấy tốt hơn, thế giới của bạn sẽ tốt hơn. Những người có tâm lý không tốt không thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Cuộc sống vốn không dễ dàng, ai cũng sẽ có lúc gặp phải chuyện không như ý muốn. Chúng ta không thể thay đổi thế giới, không thể kiểm soát tất cả những gì đến với mình, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn thái độ đối mặt. Nếu như khó khăn khiến người tiêu cực ca thán và nhanh chóng lựa chọn từ bỏ, thì người tích cực cố gắng đón nhận với tinh thần lạc quan. Họ coi đó là một trải nghiệm ý nghĩa trong đời, từ khó khăn để nhìn ra cơ hội. Tinh thần lạc quan chính là chiếc chìa khóa để họ mở ra cuộc sống thành công và tốt đẹp hơn. Cùng bởi nguồn năng lượng tích cực đó mà cuộc sống của họ sẽ ngày càng thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Mỗi ngày, chỉ cần quý vị bảo trì một tâm thái vui vẻ, lạc quan, nếu như gặp những sự tình phiền lòng, hãy học cách vỗ về chính mình, tự mở cửa tấm lòng của bản thân, khiến chúng ta mạnh mẽ, tự tin hơn để vượt qua. Muốn có một tâm thái tốt, hãy dùng lòng biết ơn để nhìn thế giới, dùng trái tim để nhìn thế giới, không tính toán được mất, cảm động trước hết thảy việc làm tốt của người khác. Khi ấy, vận mệnh cuộc đời của chúng ta nhất định cũng trở nên tốt đẹp hơn.
trong suốt quãng đời còn lại, mong rằng quý vị hãy cố gắng làm nhiều việc thiện hơn, dùng sự chân thành để đối xử với mọi người. Dù phía trước quý vị là bất cứ điều gì, hãy đối mặt và vượt qua với thái độ tích cực. Làm được như vậy thì cuộc sống của bạn tự nhiên sẽ cân bằng và hạnh phúc hơn. Quý vị thân mến, Quỷ Cốc Tử từng nói một câu như thế này: cái miệng là cánh cửa của trái tim. Đúng là con người ta khi giao tiếp với nhau, đặc biệt là khi nói chuyện, thường là khi có thể thấy được nhân phẩm và tố chất của một người. Người có nhân phẩm tốt, trình độ văn hóa cao, thường để ý tới cảm nhận của người khác. Những lời nói ra có thể khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên trong thực tế, lại có những người không bao giờ để tâm tới người khác, nói chuyện không biết giữ kẽ, nói lời không có suy nghĩ, nghĩ gì nói nấy, chưa đặt mông đã đặt mồm. Có 3 vấn đề mà những người như vậy thường hay xoay quanh. Và nếu như quý vị mà đang có quen biết những người như vậy, cố gắng đừng thâm giao, nhanh chóng tránh xa càng sớm càng tốt. Đó là những người nào? Mời quý vị cùng theo dõi trong phần tiếp theo của video nhé. Kiểu người đầu tiên, thị phi ân oán của người khác. Trong một chương trình truyền hình thực tế nước ngoài có tên Trạm Bảo Vệ Tình Yêu, có một cặp tình nhân như thế này. Người bạn gái tên Khiết là người có gì nói nấy. Người bạn trai tên Long cho rằng đấy là bản tính của cô ấy. Vì vậy bình thường cô ấy nói nhiều, bàn luận chuyện thị phi của người khác. Vì thấy cũng không quá liên quan tới bản thân nên Long cũng chỉ ậm ừ nghe cho có. Sau khi tốt nghiệp đại học, họ vốn dự định sẽ kết hôn nên đã cùng về nhà của Long. Lần đầu tiên cả nhà ngồi ăn cơm với nhau, Khiết sau khi nhìn mặt anh rể đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc, rồi trực tiếp nói: người đàn ông này có tiểu tam, em từng gặp rồi. Thì ra hôm đó Khiết đi dạo phố, thấy anh rể của Long đi cùng một cô gái trẻ, họ thân mật nắm tay rồi cùng nhau bước vào quán rượu. Về chuyện này, chị của Long thực ra cũng đã sớm biết từ lâu. Trên thực tế, hôn nhân của họ sớm cũng chỉ là hữu danh vô thực. Nhưng người nhà hoàn toàn không biết chuyện này, họ bất ngờ nhìn Khiết. Long lúc đó khá gượng gạo, vội vàng ra hiệu, sợ cô lại nói thêm điều gì khó nghe hơn. Ngược lại thì Khiết lại chẳng hiểu ý bạn trai. Trước mặt người nhà Long như một thẩm phán, cô đối chất với anh rể của Long, còn khuyên chị gái của bạn trai đừng tiếp tục sống với người như vậy, mau chóng ly hôn. Một bữa ăn gia đình vốn vui vẻ bị những lời nói của Khiết phá hỏng không khí. Chị gái và anh rể của Long vì không chịu được ánh mắt của người nhà cũng đã làm thủ tục ly hôn vào tuần sau đó. Quý vị ơi, trong cuộc sống có lẽ có không ít những người như Khiết. Họ thường thích xen vào chuyện của người khác. Có những chuyện đáng lẽ ra nên giữ ý, giữ tứ, nhưng lại luôn cái miệng nhanh hơn cái não. Đó không gọi là thẳng thắn, đó gọi là vô duyên. Nhưng quý vị nhớ là phải phân biệt rõ giữa người thẳng thắn và người vô duyên nhé. Người thẳng thắn là người có gì nói nấy, là người lương thiện. Những lời họ nói ra sẽ không làm tổn thương tới người khác. Còn người thích làm loạn lại luôn là người thích nhìn nhận vấn đề từ góc độ của mình. Chỉ cần có điều gì đó không giống như ý họ, họ lập tức sẽ trở nên bất mãn. Thâm giao với những người như vậy, sau khi thân thiết, e là nếu chẳng may làm phật lòng họ, quý vị cũng chưa chắc đã được bình yên. Kiểu người thứ hai, tọc mạch chuyện riêng tư của người khác. Có rất nhiều người đặc biệt thích quan tâm, thích tọc mạch, xía vào chuyện của những người khác. Nhưng quý vị ơi, làm như thế quả thực là đang tạo nghiệp đấy quý vị ạ. Những chuyện riêng tư của người khác, dù biết cũng đừng tùy tiện nói. Biết cách giữ thể diện cho người khác chính là đang giữ nhân duyên cho chính mình. Ai cũng thế, và bản thân quý vị cũng vậy. Chắc chắn là sẽ có những điều khó nói, không muốn quá nhiều người biết. Nhưng có những người lại không có sự đồng cảm. Họ xem việc đem chuyện nhà người khác ra để bàn tán là chuyện vui, là chuyện để bản thân tiêu khiển. Có một blogger từng chia sẻ một câu chuyện như thế này. Hôm đó là một buổi họp lớp. Lớp cũ của họ sau khi ăn đã tới một phòng karaoke. Một người bạn nữ bỗng nhiên hỏi bạn nam ngồi cạnh mình: 2 tháng trước, tớ thấy cậu đi khám chuyên khoa hậu môn trực tràng. Lúc đấy tớ có gọi
nhưng sao cậu không trả lời? Người bạn nam nghe xong không trả lời. Người hiểu chuyện đều biết anh ấy không muốn bàn tới chủ đề này. Nhưng người bạn học nữ vẫn cười rồi nói, có phải cậu đi khám trĩ hay không? Đúng lúc đang đổi bài hát, cả phòng bỗng im lặng như tờ. Từ trĩ ngay lập tức lọt vào tai mọi người. Người bạn nam hình như bị nói trúng, mặt liền đỏ lên. Người bạn học nữ vẫn chưa ý thức được điều gì đó, tiếp tục nói, thực ra bệnh trĩ cũng nhiều người bị mà, chồng tớ cũng bị. Ngày xưa chữa trĩ ở bệnh viện này cũng tốt lắm. Để về tớ gửi cho cậu địa chỉ bệnh viện đó nhé. Người bạn nam từ đầu tới cuối không hề đáp lại. Một lúc sau, anh ấy lấy cớ có việc đi về trước. Lớp trưởng là người tập hợp mọi người lại trong buổi liên hoan này. Cậu ấy nói sau này không dám rủ người bạn nữ kia nữa, tránh sự việc như ngày hôm nay xảy ra. Chẳng thể ngờ hơn 20 năm trôi qua rồi, nhưng tính cách nói chuyện không biết điểm dừng của cô bạn đó vẫn chưa thay đổi. Quý vị ạ, trên đời này không thiếu những người kém duyên như thế đâu. Họ vô tư nói những chuyện riêng tư của người khác, mặc dù không có ác ý, nhưng ranh giới với sự vô duyên lại rất mỏng manh. Nếu như quý vị chơi cùng với những người như vậy, trừ khi có một tinh thần thép hay có năng lực thoát khỏi được những tình huống gượng gạo, nếu không thì tốt nhất vẫn nên vạch ra một ranh giới nhất định với họ. Kiểu người thứ ba, phàn nàn và oán hận của bản thân. Trên mạng có một cụm từ khá phổ biến có tên tư duy kẻ bị hại. Quý vị có hiểu ý nghĩa của nó không ạ? Thực ra tư duy này đại ý muốn nói có người mang tư duy như vậy luôn nghĩ mình là kẻ yếu. Sau khi vấn đề xảy ra, họ có thói quen đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh môi trường xung quanh. Họ xem cảm nhận của mình quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Chịu một chút ấm ức thôi sẽ lập tức tìm người để chút, mong muốn cả thế giới đều tới an ủi họ. Ly, một người bạn đồng nghiệp của Phi, là một người như vậy. Ban đầu Phi thấy Ly tuy khá nhạy cảm, tâm hồn mỏng manh nhưng vẫn chơi được. Có một lần Ly bị cấp trên quở mắng, Phi biết chuyện đã tới an ủi, không ngờ lại bị giữ lại nghe cô ấy chút bầu tâm sự hơn cả tiếng đồng hồ. Nội dung của cuộc tâm sự phần lớn đều là khách hàng khó tính, cấp trên không hiểu, đồng nghiệp không ăn ý. Cuộc nói chuyện chỉ toàn những lời phàn nàn, nhất định không chịu để Phi đi. Trải qua lần đó, Ly cảm thấy người bạn Phi này không tồi. Kể từ đó về sau, mỗi khi gặp chuyện gì đó không vui, từ chuyện công việc tới cả những vấn đề cá nhân, cô ấy đều tìm Phi để chia sẻ. Một buổi tối nọ, khi ấy đã là hơn 11 giờ, Phi khó khăn lắm mới dỗ được con ngủ. Ly bỗng gọi điện thoại tới, nói mình vừa cãi nhau với bạn trai, vừa khóc vừa trách bạn trai không biết trân trọng những cái hay cái tốt của cô ấy. Phi lúc đó đang khá buồn ngủ, gợi ý Ly ngày mai nói chuyện tiếp. Nhưng cô bạn Ly vẫn không hiểu ý, vẫn tiếp tục nói chuyện. Phi cuối cùng không nhìn được nữa, đành tự tắt máy trước. Sau này Phi dần giữ khoảng cách với Ly. Cô cho rằng Ly luôn chỉ đặt bản thân lên trước, không để ý tới cảm nhận của người khác. Hơn nữa, cả ngày phải nghe Ly phàn nàn cũng khiến tâm trạng của bản thân không vui. Quý vị ơi, có người nói bạn lựa chọn chơi với ai, điều này vô cùng quan trọng. Trong vô thức, họ sẽ ảnh hưởng đến thái độ sống và quan điểm nhìn thế giới của bạn. Vậy nên, nếu như một người thường xuyên bày ra cảm xúc tiêu cực trên mặt, những phàn nàn và bất mãn trên miệng, ở cùng với những người như vậy, lâu ngày chúng ta cũng sẽ bị lây nhiễm và trở nên tiêu cực. Với những người như thế thì ngẫm sự đời khuyên quý vị nên tránh càng xa càng tốt. Có thể họ không làm hại quý vị đâu, nhưng những cảm xúc tiêu cực họ mang đến thì chắc chắn sẽ khiến quý vị cảm thấy mệt mỏi đấy ạ. Quý vị thân mến, việc quý vị lựa chọn ở cùng ai sẽ quyết định quý vị có một cuộc sống ra sao. Học cách ở gần những người có năng lượng tích cực và chúng ta sẽ trở nên tích cực và lạc quan hơn dưới tác động của tai và mắt. Người La Mã cổ đại có một câu ngạn ngữ như thế này: mỗi người đều là người tạo ra số phận của chính mình. Số phận của một người thường ẩn chứa trong lời nói và việc làm của anh ta. Những người nói không suy nghĩ
sau cùng sẽ phải trả giá đắt cho những lời nói của mình đấy quý vị ạ. Đối với những người như vậy, tốt nhất là quý vị hãy tìm cách tránh xa và cũng hãy học cách tự bảo vệ mình. Hãy biết bày tỏ quan điểm, kịp thời cho thấy giới hạn của bản thân, tránh để bị họ tác động, đưa mình vào thế bị động, lúng túng. Và cuối cùng, quý vị hãy luôn nhắc nhở bản thân mình rằng, trong giao tiếp, đừng ăn nói tùy tiện, cũng đừng để cảm xúc lấn át. Mong rằng tất cả những cuộc gặp gỡ trong tương lai đều tốt đẹp. Tất cả những người bạn kết giao đều là bạn tốt, quý vị nhé. Video ngày hôm nay của Ngẫm Sự Đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, Ngẫm Sự Đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.